Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Beta Channel. Hôm nay mình sẽ làm một cái video tiếp theo và cũng là một cái thông báo cho tất cả các bạn biết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái trận đầu tiên cái đã. Hôm nay mình muốn thông báo với tất cả các bạn là chiều nay mình sẽ tổ chức một cái event nhỏ mừng kênh đạt 3k sub. Đó. Ok. Thì chiều nay hy vọng là anh em sẽ tập mặt đông đủ để mình tặng quà đó. Rồi thì bất ngờ gì vào chiều nay thì anh em hãy đón xem nha. Còn bây giờ mình sẽ quẩy vinh quang thôi. tối nay anh em hãy lên và giao lưu và mình sẽ tặng quà cho anh em. Và cũng tri ân một vài bạn mod, bạn kiểm duyệt có đóng góp rất là to lớn cho kênh đó. Thì bây giờ chưa tiện nói tên đâu, cứ chiều nay đi đã. Chiều nay rồi mình sẽ tiết lộ cho không khí nó thêm một phần thú vị đó. Còn bây giờ thì mình sẽ đánh một vài trận vinh quang bằng con T2 này cho các bạn xem giải trí nha. Đó, kéo kim cương thôi mất tiêu luôn, nó chưa chết thì kìa trâu thế. Vẫn còn sống cơ. Chắc là do đấu trường khắc quá, khắc hệ quá, cho nên là đam không có được cao cho lắm. Nhưng mà như thế này cũng rất là khủng rồi các bạn. Ok, tới lượt mình rồi, kéo kim cương tiếp rồi. Map này hơi xấu nha các bạn. Cái map này hơi xấu. Xấu với T2 thôi. Bơm máu cho chắc ăn. Mà mình như là kỹ năng bình thường của nó cũng hồi máu full cây hay gì mà. Mình theo nhớ là vậy. Thôi kệ đi, bơm cho chắc ăn các bạn. Tại vì máu này nó cũng miễn phí mà, máu 30% là miễn phí các bạn. Cho nên là cứ vô tư thôi. Có hàng 4 này nha. 4 kiếm kìa. Lại ngủm nữa rồi. Chết bắt 2. Xỉu rồi. Không có chết đâu. Đó. Đó combo 2 các bạn ơi, nộ. Ô phải nồi ăn nộ, kéo qua ở dưới ngon hơn. Ôi chết bắt 3. Vãi nồi thật. Có hàng 4 nè. Đó, quýu chưa? Thộn giờ lại có hàng 5 luôn. Chuẩn bị chết bát 4. Xỉu chứ. Vãi ca trưởng thật. Kèo này mà thua là sốc lắm nè các bạn. Thôi xong rồi. Thua rồi các bạn ơi. Không ổn rồi, có combo kiếm rồi. Ôi vãi nồi. Có combo kiếm không ăn chứ hả. Bạn này ghê nữa. Mình sang như thế này đi. Có kiếm nè. Combo bình thường. Nãy giờ chết bao nhiêu mạng rồi mình cũng không đếm được nữa. 5-6 mạng gì rồi. Và vẫn chưa chết hẳn các bạn. T2 chơi lại G15 vãi đời thật. Chịu luôn. Tại G15 trâu quá anh em ơi. Dồn đam không được.
G15 nó trâu quá cho nên là chơi không có lại đó. Rồi trận tiếp theo nha các bạn. Vô đánh trận tiếp theo rồi. Trận nãy căng quá ha. Chung là không. Thôi rồi, nhập T2 thứ dữ rồi. T2 này hơi bị lực đấy. Thôi ôi, trâu quá. Quánh không đủ đam để chết nó luôn kìa. Ôi ôi, hai mạng của mình đã ra đi rồi các bạn ơi. Hai mạng ra đi rồi. Quánh không chết nổi nó. Trâu quá. Vãi nồi thật. Thôi xong rồi, đi thêm mạng nữa rồi. Quá trời, kéo con cương ghê vậy. Dễ sợ chưa. Đại chiến T2. Hết hàng kéo rồi. Không đủ đam luôn. Hiếu thế nhờ. Ổng ăn cái gì đâu mà ổng tính toán cái ghê gì không biết nữa. Ổng kéo kim cương mà ổng đợi gần hết thời gian mới kéo không à. Phái nồi thật. Dễ sợ. Đó, ngon. Ôi, nãy giờ mới giết được mạng của ổng. Ổng giết mình 2-3 mạng rồi. 3 mạng cái gì rồi. Mình thua là chắc rồi. Thế hai anh kia mạnh quá, một sao nữa. Chỉ số thì hơn hẳn lên đây thì thắng là cái chắc. Không, không có cái gì luôn. Không có đam luôn các bạn ơi. Đam có 100 mấy kìa. Dã man quá. Cứ ông kéo hàng rồi lụm, kéo hàng rồi lụm mạng. Kéo hàng lụm mạng. Vãi đời rồi. Game gì đâu mà dễ thế. Chấm hỏi cái gì ta. Nãy giờ mình mới giết được 2 mạng cậu. Chuẩn bị thua nè. Rồi thua rồi. Kém cương siêu quá mà. Siêu vãi nồi luôn. Hề. Rồi trận tiếp theo nha các bạn. Gớt hello của bạn luôn rồi. Gớt hello của bạn luôn rồi. Yeah, yeah, yo. Trận tiếp theo coi. Nãy giờ gặp thứ dữ không vậy. Thuộc hello của bạn luôn rồi. Buồn dễ sợ. Gặp G15 mà còn win không nổi mà. Lụ đạn. Có chịu thế nhờ. Đó, vô nè. Rồi ngon. Ít ra không phải gặp kèo gì dễ chơi không. Gặp kèo bự bự không chơi sao lại. Gì mới ăn được. Một elo. Cõi cần cõi cần ra ngoài cũng đủ biết nữa. Cũng đoán được là bao nhiêu elo nữa. Rồi vô trận tiếp theo các bạn. Rồi trận này lại ngon nữa bạn nãy nữa. Ngon lành. Thôi thắng rồi các bạn ơi. Có combo 2 nè. Một hello nữa. Ôi trời ơi. Dễ sợ thiệt.
Vô nào. Wow, trận này nó lại ngon nữa rồi. Quá dạ. Giờ chỉ kéo kim cương và win thôi. Ok, được hai alo rồi, vãi rồi. Rồi, thì cái video này chỉ có mục đích là thông báo với các bạn thôi. Rồi, chiều nay hẹn các bạn vào buổi tối nha. Tối nay mình cũng chưa xác định được giờ nào mình sẽ lên và like. Nhưng mà các bạn hãy bấm theo dõi kênh mình và nhấn cái chuông để khi nào mình like nó sẽ thông báo cho các bạn biết. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều nay. Chúng ta sẽ ăn mừng nha. Ok, bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care.